giữa đời thi, người nay vẫn thích đi tìm người xưa, có gì đâu mới hạt mưa, áo em bước đấm sao chưa gặp người. Bắc Ninh là vùng đất của lễ hội với hơn 500 lễ hội truyền thống trong năm. Trong đó, không phải ngẫu nhiên mà hội Lim được xem là một trong những lễ hội đặc sắc nhất vùng quan họ Kinh Bắc. Trong không gian nô nức chảy hội thì hội Lim đã tái hiện một cách đầy đủ hình ảnh của nhân vật lịch sử được nhân dân thờ phụng thông qua những hoạt động như tế lễ, diễn sướng hay các trò chơi dân gian, nét đẹp văn hóa nghệ thuật của người dân Kinh Bắc xưa và nay. Hội Lim được xem là hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc của 6 ngôi làng cổ nằm quanh núi Lim và đôi bờ sông Tiêu Tương. Hội diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng Giêng hàng năm. Trong đó, hội chính là 13, diễn ra tại 3 địa điểm là thị trấn Lim, xã Nội Duệ và Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Đến hẹn lại lên, hội Lim vào mỗi dịp xuân về như mời gọi và níu giữ du khách thập phương, tạo được sức hút với cả người chơi và người thưởng thức. Hội Lim thực ra là bắt đầu là có từ thế kỷ 18. Nó liên quan đến hai vị quan của triều Lê, tức là một là ông Nguyễn Đình Diễn tài giỏi, cho nên ông được thưởng rất nhiều bổng lộc. Thì cái bổng lộc đấy ông lại mang trở về quê cũ để mà trùng tu cái Lim đấy. Và kèm theo nữa còn có Đỗ Nguyên Thụy muốn làm cho cái lễ hội nó trở to hơn, không chỉ là một cái lễ hội liên quan đến Phật giáo nữa, mà là cả một cái lễ hội liên quan đến toàn bộ cái hoạt động văn hóa của người dân. Thế ông ấy quyết định là đưa lại tất cả cái tập tục hát quan họ đấy vào trong cái hội chùa và ông chuyển cái hội đấy vào mùa xuân. Hội Lim nức danh xứ Bắc bởi các hoạt động diễn ra vừa mang ý nghĩa về mặt tâm linh, vừa thể hiện văn hóa nghệ thuật của vùng đất Kinh Bắc. Sau khi tất cả các làng trong tỉnh Nội Duệ hoàn thành nghi lễ liên quan đến thành hoàng, người dân sẽ rước lên đồi Lim để lễ Phật. Ngoài các nghi thức diễn ra trong chùa, bên ngoài sẽ có các trò chơi dân gian như thổi cơm, dệt vải, nhảy bao bố để phục vụ du khách. Các trò chơi luôn thu hút đông người, nhưng ở hội Lim, điều khiến người ta say mê hơn cả vẫn là hát quan họ. Dập dìu đi chảy hội Lim, thờ quên quan họ cứ tìm tay nhau, lãng cười mắt liếc dao cau, bổ ba lời hát lá trầu dọc đôi. Quan họ thì nó có ba hình thức hát, thứ nhất là hát trong nhà, thứ hai là hát lễ và thứ ba là hát ngoài trời. Và hát thi thì hát thi và hát ngoài trời nó nằm ngay chính hội Lim. Tất cả những cái nhóm hát quan họ thì người ta đến hội Lim người ta sẽ phô diễn những cái kỹ năng hát riêng và đến đấy người ta khoe. Và cái khoe đấy bằng cách thi, kiểu chơi nhạc, chơi nghệ thuật. Và trong cái chơi đấy nó là thể hiện hoàn toàn cái tri thức về nghệ thuật, tri thức về xã hội. Và những người đến dự người ta có thể biết rất nhiều thứ ở cái nghệ thuật con họ. Nó cả một hệ thống ứng xử văn hóa, từ trang phục, ăn nói đến ẩm thực. Thế ra người ta cũng biết được những cái văn hóa của những người ở vùng khác đến. Và những người vùng khác đến thì lại biết được những cái giá trị văn hóa mà rất riêng có ở Bắc Ninh. Tức là cái sự khiêm nhường, nhã nhặn mà lời nói thì bao giờ cũng phải rất là nhẹ nhàng. Hội Lim chứa đựng cả một không gian ngập tràn thơ và nhạc, hòa vào nét huyền ảo của các nghi lễ tâm linh. Sắc màu của những tà áo mớ ba, mớ bảy, nét duyên thầm của người quan họ khiến người chảy hội như được tìm về mạch nguồn văn hóa Việt, về với những giá trị truyền thống được gìn giữ cho đến tận ngày nay. Hội Lim có thể nói là một đặc sản văn hóa của Bắc Ninh. Bởi vì người ta nói, khi nói đến Bắc Ninh hoặc là Kinh Bắc, người ta còn nói là đấy vùng Lim mà, hoặc là người Lim mà, người quan họ, tức là người của xứ Lim. Tức là nói đến cái gì đó, nó rất là nghệ thuật, nó rất là nên thơ. Cách chơi hội của người quan họ vùng Lim cũng chính là nét đặc sắc văn hóa của mảnh đất Kinh Bắc. Và có thể nói rằng hội Lim sẽ mãi là niềm tự hào của người dân nơi đây. Giờ đã đến lúc phải về rồi, thế nhưng cuộc chia tay thật là khó nói. Bởi lời ca, tiếng hát lúc nào cũng như níu chân du khách ở lại. Người ơi, người ở đừng về.